Cả nhà thấy không? Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà là chú á, thì nếu được thì chú bay đậu lên tay con đi. Nếu là có phải đây là vong hồn của chú Ngọc hay không? Nếu phải thì chú bay đậu vào tay con nè. Nam Mô A Di Đà Phật, con chỉ thử lòng chứ thôi mà. Con hỏi người ta, người ta cho rồi, người ta nói á, người ta sẽ để lại. Con chỉ giả bộ nói vậy để coi cái tính tình của ông sao thôi. Mà con không ngờ giờ chú tính chú rất là nóng vậy. Thì con nói được rồi, con chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hiện tại con cũng đang ở cái nơi mà của chú Ngọc. Thì cái nhà hôm trước, thì cái nhà khi mà con đến thì con cũng đã cho chú Hay làm người ta, nghĩa là con nói với cái chị chủ đất là nói về vấn đề mà mình bàn với chị thôi. Ở đây là con không phải là mình kêu người ta để lại, tại vì nói chung có nhiều điều mà cả nhà sẽ, nếu mà đặt ra trường hợp với con sẽ cũng khó mà cả nhà khó nói chuyện với người ta lắm. Thì con khi mà hôm trước thì con có nói, thì chị nói chị sẽ để coi lại coi như thế nào, tại người ta muốn mở đằng gờ, nói chung chặt quá cây dân cho nó đừng có mấy tán cây rủ gọng gãi, cả nhà bắt đầu đằng ta trọng này trọng kia. Nhưng mà sau khi mà con có nói thì chị nói để coi lại coi sao. Thì khi mà hôm qua con đến thì con nói với chú là chú ơi, thì nói với chị đó, thì chị đó bà nói vậy rồi đó, thì con không biết là sẽ như thế nào. Người ta nói để người ta coi lại chứ người ta không dám chắc chắn. Nhưng hôm nay á, thì khi mà con đến đây á, thì rất là vui là chị có nói là chị sẽ không có chặt cái cây đó nữa. Thì chị có ý định là sẽ chặt, nhưng mà sau khi mà, tại vì Lộc cũng đến ngày bây giờ á, thì mình cũng nói thật với chị. Tại vì bây giờ nếu mà cũng ở nhà biết rồi, khi mà cho chị biết cũng là một cái điều mình cũng lo sợ. Biết sao không? Nếu mà người ta hiền, người ta mà Lộc nghĩ chắc cũng chị này cũng hiền. Nếu mà ai đi với tỷ với cả nhà, có những cái nấm mộ mà quan mọc trên đất của mình, thì người ta có thể sẽ một là di dời, hai là ta săn lấp hoặc ta làm điều gì đó. Nhưng mà còn chị thì theo nghĩ cái tâm cũng lớn. Cả nhà thấy đó, mộ đất là của chị, nhưng là cái chú này chết không biết từ khi nào, rồi chôn ở đây cũng khi nào, chị nói chị cũng không biết. Nhưng mà cái người ta đến khi mà ông kia ông trúng số thì ông xây mộ cho chú này, thì chị cũng tạo điều kiện để cho người ta xây. Chứ nếu chị thì nếu như ai khác tâm không có, thì có thể người ta sẽ nói bắt phải di dời đi. Bây giờ anh có tiền gì đó thì anh di dời đi chỗ khác đi, rồi anh xây mộ cho người ta ở chỗ khác. Nhưng cái này thì không, thì chị vẫn để cho cái chú đó xây mộ cho cái chú Ngọc này ở trên mảnh đất của mình. Thì nợ bao nhiêu đó thôi, thì cũng đã thấy cái tâm của người ta cũng đã có rồi. Cho nên mà, nhưng mà hôm nay thì con cũng có nói là, thì cái vấn đề là bây giờ chú cũng vậy đó. Con nói giống như chú bây giờ chú muốn xin ở lại cái cây, có cây đó ở. Tại vì nhiều khi mã mồ người ta cũng đâu có ở, nói chung nó không mát mẻ, nó không có thể nào mà bằng cái thân cây to lớn được. Cái nhà thấy cái thân cây
cái thân cây xoài đó khá là to, to lắm, khoảng chừng 3-4 người ôm lận. Cho nên thì những cái vong linh họ đến nó ngự, mà con nghĩ không phải là riêng, không phải riêng chú, còn nhiều vong linh khác nữa, nhưng mà nhiều khi cái duyên mình không có hoặc như nào đó mình không có thấy được. Thì hôm nay con cũng mua, nói chung cũng mua đồ lên cúng và cũng muốn đến đây cho chú hay, để cho chú biết là cái cây được giữ lại, và mong chú là nói chung là mình khuyên cho chú buông bỏ dần. Ở đây không bắt ai mà không có bắt họ một lần mà có thể buông bỏ được, khó lắm. Cho nên con sẽ gắng cố gắng đến đây thường xuyên để khuyên chú dần dần. Nếu được thì mong rằng một ngày đó chú giác ngộ, chú hiểu được và chú buông bỏ dần. Rồi ngay đến lúc đó chúng ta giúp chú đi cũng không cùng muộn. Rồi cả nhà con đem, nói chung có đem, cũng đem đồ cúng ngày nào cũng vậy, ngày nào không như ngày nấy thôi. Nhìn đây giống như đi thăm nuôi vậy cả nhà. Thôi bây giờ cả nhà cùng con trở lại để xem hôm nay chúng ta có thể thấy được gì, vẫn như khi mà con sẽ thử thôi. Con sẽ không nói với chú là người ta cho con thử im lặng, mà giống như con nói thử người ta sẽ chặt cái cây này này nọ, thì chú như thế nào thì con sẽ nói lại để xem có như thế nào cả nhà. Mình thử coi họ có biết trước hay không, tại thường tâm linh họ biết rất rõ vấn đề này, để coi như thế nào. Bây giờ cả nhà đi cùng con nha. Chắc con lợi con phải tắt cái máy niệm Phật cái đi rồi tính nữa. Nắng nó dội vô cái mộ. Cái nhà đợi con tắt cái máy niệm Phật cái. Cả nhà, ba cái cơm giờ nó thiêu hết rồi, và để con kiếm chỗ con đem đi bỏ. Cả nhà thấy cái gì đó, nhiều khi con thấy là thấy, không biết là họ có ăn được không, nhưng mà trước tiên thấy những cái thứ này nó thiêu, nó nhơ nhớt, rồi nó dơ, rồi nó, mình thấy nó tội, thật sự con thấy rất là tội, là do là giống như cúng thì chưa thấy ai ăn, nhưng mà thấy họ, thấy là một cái mình phí của trời. Những cái đó là mình nghĩ là có thể một phần cơm đó có thể là cho ai đó đỡ đói vậy. Chẳng hạn như con đi, nhiều khi con đi làm nè, đi những nơi mà xa xôi trên rừng, trên rú, trên những cái nơi xa đó mà không có, nhiều khi đói, thật sự rất là đói, nhưng mà lúc đó muốn chỉ muốn hộp cơm thôi nhưng cũng khó nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây con đem ba cái bông này con bỏ đi, còn hai bông mới cả nha. Bông này nó muốn hư hết trơn, muốn thúi hết rồi. Đem nước theo cúng này, để đây họ anh họ cũng gom lại nha. Đây con hái mấy cái bông, để con hái thử mấy cái bông ngoài kia, thử vô thử ra nha. Đây
Con thử con hái mấy cái bông, mấy cái bông thứ đó đó, con vô cúng cho thử chú chịu không. Tại cũng là bông nhưng mà nó khác loại. Hai ba bông này vô cúng chú thử. Đây con không có đem bông theo. Nói chung là nó mua bông đem theo nó khó khăn quá. Dập nát cái chân bởi thành ra con không có đem. Thì con lấy bông này. Thì con cúng cho chú thử cho chú chịu nhận không? Nam mô Di Đà Phật. Đây là lấy nhang là cái okay. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật, cầu Phật tổ Phật thầy chiếu quan của thần, chư vị sơn thần, chư vị rất đa anh chắc tới đây. Thì hôm nay con có trở lại đây ở nơi cái phần mộ của chú Nguyễn Văn Ngọc. Thì trước tiên con xin thắp lên ba nén hương này để cầu mong được những điều tốt lành nhất để đến với hương linh. Rất mong hương linh thì quan hỷ. Thì cũng đã khá là lâu rồi vong linh ở ngự ở đây, chắc có thể cũng là chưa có ít có ai đến đây cúng kiến vong linh. Thì có cái cơ duyên này thì con cũng đến đây và thường xuyên cúng bái cho vong linh. Rất mong chú phù hộ và gia trì cho công việc của con, mọi điều được an lành. Nam mô Di Đà Phật. Này mộ này là của thằng sao chị? Bà ngoại chị. Bà ngoại hả? Ừ. Dạ. Đất chị chỗ này nè. Dạ. Hồi đó chú tính cho mỗi chỗ này. Mà gọi chú Tư á, ổng kêu thay cho bên đây nè. Dạ. Cặp chứ đặng nó xây xây luôn. Dạ. Chị không chịu gì nói mai mốt á. Mỗi mai mốt nó có dài lên xuống dưới. Chôn trên đây đi. Dạ. Nói vậy đó là chôn trên ganh này dài xuống chị cũng như bà nội gì đó, bà ngoại ở đây. Dạ thì em nói chị ai rồi cũng mắc thôi, mình thủ trước từ từ. Mình xếp hàng từ từ đi. Lớn đi trước nhỏ đi sau. Từ cũng cho tỷ từ đây nè. Dạ. Tới ngoài đây nè, rồi bà dạ. Muốn lấy nhiều đó bà lấy dài xuống dưới đó chứ không có cho ngoài đó. Dạ. Ý là nói vậy đó, rồi chị nói thôi kệ, ổng còn sống thì mình xin đi. Dạ. Rồi mình nói tí nữa có chôn dòng họ bên nội bên ngoại gì thí dụ như vậy. Dạ. Chú lên thằng họ đứng. Dạ dạ. Rồi cái bữa hổm mấy người này nói nè. Trời ơi, trong nghĩa địa xuống gần chết luôn. Nghĩa địa là chỗ dạ, em biết. Chỗ đó đó, lên. Cái nói thôi kệ, tội nghiệp bà ngoại chị. Hồi đó giờ ở với ông cậu Năm, ông cậu Út trước. Dạ. Cái ông cậu Út ông có 4 người con à, là 2 trai 2 gái. Ở với ông cậu Út mẹ chị là lớn. Cái ông cậu cũng chết queo.
ông chích queo cái qua nhà ở ông cậu Năm chích queo luôn mà bả được 98 tuổi lần đó. Dạ. Bả sống thọ á. Rồi đó. Cái có bên mợ Năm á là có đất gãy bên bên xài bên cậu Sáu bên đó. Đất Năm bà nè. Rồi á là cũng như là mình nói là thôi ổng chích queo chơi rồi. Rồi ý chị không có chịu ở bển, thôi thà mình đem về đây đi. Cho ông chỉnh nghĩa địa thì cho ông còn cho mình xin năm tư ở đây. Dạ. Không tưởng nói trơn cặp với đó luôn rồi chị nói thôi đi trên đây nè cái đầu mình dạy xuống. Dạ. Chứ không chịu ở dưới dạy lên. Dạ. Cái ông nói vậy. Rồi cái ông nói ừ đó, tụi bay không cho tụi bay cho. Dạ. Rồi cái mấy thằng kia nói là cũng như chung một cái mã đây. Dạ. Chung thêm cái mã nữa là dạ. Là như thí dụ mình nó 11 á. Dạ. Từ đây tới đây nè, rồi đó là chạy dài xuống dưới đó tới là dạ. Tới cái trụ đó là mình muốn đứng đây mình muốn nhiều mình nằm mày nằm ổng cười dạ. Chết ông nói tới nửa 11 á. Là tới nửa hiu hết trơn, không có ai cho chôn đâu. Dạ. Tụi bay nói như vậy. Anh nói vậy thì ai rồi cũng mắc thôi. Thì ai cũng vậy hết. Dạ. Thôi. Là dạ. Em của ông Tư đó. Dạ. Có một người con gái một à. Bả hồi đó giờ là chờ ba chị là chôn chủ nghĩa địa là trên đó đó. Dạ dạ. Cái bả nói là thứ hai nè, rồi thứ ba nè, rồi thứ tư là tới ông Tư đó, rồi thứ dạ. Năm luôn là ở đó luôn. Rồi cái bả nói hồi đó giờ có chỗ trống cho nó nhiều lắm, y gan như vậy đó. Dạ. Cái bả nói tới nữa tao có chết á thì để tao ở đó đó, tao gần mấy anh tao chứ tao không chịu xuống đây gần má tao. Dạ. Ý nó như vậy. Cái tội nghiệp bả tôi ngồi bả đau bả hổm kìa. Thấy tội nghiệp bị đứng đâu chích beo rồi. Cái bả nói có chết á thì chôn ở đây. Mà con bả bây giờ về Phú Quốc hết trơn rồi. Yeah. Rồi á nó nói vậy mình cũng khổ mình á thì người ví dụ bây giờ mình con thì chị em thiệt mà chứ ta là bằng lo bằng con người ta. Bây giờ mẹ về đây mẹ ở đây, rồi ai muốn qua tả mộ mẹ hay là lo cho mẹ hay là cúng kiến cho mẹ. Rồi á ai mà ở đây. Dạ. Yeah. Rồi á đi về bên Phú Quốc chôn á thì ví dụ chị em xúm nhau tả mộ. Rồi ở đây á có khi đứa tả đứa hâm còn giờ về Phú Quốc là bả sáu đứa con. Yeah. Sáu đứa con gái là ở với chồng bây giờ. Rồi ở với chồng trước là một đứa, ấy là năm đứa con gái, ở chồng trước một đứa là sáu đứa, rồi ở chồng kia là được năm thằng con là 10 đứa. Yeah. Bệnh quắc hết trơn luôn rồi, chứ không có về đây. Yeah. Rồi á, không cho ở đây. Bả khóc còn ngồi ngàn hai nước mắt hai hàng, bả chảy mỏ nó không được. Yeah. Bả nói tao muốn ở đây gần anh em tao mà xứ sở mình từ nhỏ tới lớn là ở đây. Yeah. Mà không là không. Con nó bây giờ á, đem mẹ về bển, giờ lo lót cho mẹ có chết ra thì nó cũng vậy chứ bây giờ về đây không có được, về đây thì ai qua đó đây. Cái nghĩa địa chị nó cũng vui nữa đó. Dạ. Cái nghĩa địa đó là còn sạch, hồi xưa chị nói thiệt khen, chị lên đây sợ ma muốn chết luôn. Em nói. Bây giờ cưng thấy lên nó đẹp cỡ nào không? Em nói mình đó, bây giờ ấy chứ tới mình không biết đất đâu chung. Chị nói gà, chân chị đi xuống chứ trời, dạ. Chị lên chị nói giấy như vậy này rồi. Dạ. Rồi hai tử thứ là mặt xích. Cả nhà, con vừa nói chuyện với... cháu của người chủ mộ bên đó. Nói chung vậy cả nhà nghe cũng con sẽ để khúc trò chuyện đó, tại khi chị lên thì con có nói chuyện với chị về vấn đề này dọn dọn đây. Nói chung đây nè cả nhà, để con chỉ chú Ngọc về đậu ngay cái phần mộ của chú luôn nè cả nhà, thấy không? Khoan để con sẽ cầm máy lại gần cả nhà, thấy không cả nhà? Đó. Cả nhà thấy nhà bướm không? Nam mô A Di Đà Phật. Ủa? Đi luôn rồi. Con tính hỏi nếu là chú đậu. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà thấy nè. Bay vòng 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 đi hoài luôn, không có đi. Vòng vòng chú con này vòng vòng đó lại. Nãy về nói chuyện vậy, trò chuyện, con trò chuyện với chị đó về cái mộ bên đó. Là cái chị này là được cái chị bên đây cho đắt bệnh để chôn. Ở cả nhà. Bây giờ để qua phía bên đây. Qua phía bên đây thì con thắp hương ở đây các cả nhà. Một chỗ cái cây này cả nhà thấy nè, cái này con không biết là cái hình cái mặt, một cái mặt người mà nếu mà nhìn kỹ thì rất là nhìn giống một cụ già. Cả nhà thấy nè, đây cái miệng, mũi, này cái mặt nhâu xúc y ra một cụ già. Nhưng mà con cũng không biết là đây là cái điều gì, nó thể hiện cái điều gì nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô. Cả nhà thấy nè, cái cây này nếu mà so ra khoảng chừng có thể là hai, có thể gần ba người, ba người như con vậy nè, giang tay ôm mấy giáp. Còn tính giữa gốc thì còn trên này thì cái tàn thì nó phải rộng. Tôi đi qua đây còn cúng, cúng đồ đây cả nhà. Nói chung thì có duyên thì chú cho gặp nhiều người, không có nữa kìa bóp. Cả nhà nhìn là để con đi ra nha, con đi ra để cho cả nhà xem bữa nay tại sao mà chú không có đến. Nhưng mà thay vào đó là giống như con bóm nữa, nó cứ đảo đảo đó. Còn nhiều bóm lắm nhưng mà duy nhất con bóm này là đó, cả nhà thấy không, duy nhất chỉ có con bóm, duy nhất con bóm vàng này. Nó bay vòng 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 khu mộ và nó đậu xuống khu mộ. Cả nhà. Đây nè. Duy nhất chỉ con bóm nè. Con bóm đen là nó siêu nhiều quý vị. Có khi nào là do con... Đây là trùng hợp rồi đó. Nhiều khi mình cái mình nghĩ đến không. Đây cả nhà. Ở đây con... có đồ, đồ đem lên cúng cho chú. Nam Mô A Di Đà Phật. Chim chôm. Ở đây còn có ít trái cây nè, con mang cúng cho chú. Thì bông này kia nọ con cũng đã mang đến rồi. Thì bây giờ con có ít đồ nữa, đây con lấy, để lấy nước và con thai cả nha. Em chạy nước qua để con thai, con có đem nước theo nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Sao nước này cái nhà, nước con đổ vô đây thì con đậy nắp lại nó rất là sạch, nhưng mà bây giờ dường như nó dơ hết cả nhà, không hiểu nổi, nước nó dơ. Ngộ quá ta, có cát bụi trong này nhóc kia. Mô A Di Đà Phật. Có miếng dẻ nào lao đây cho nó khô khô. Ở đây con đem ít đồ cúng. Mô A Di Đà Phật.
Không nghe gì được rồi. Đốt thêm vàng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con cầu chú Nguyễn Nhất Ngọc. Từ chằng ngày 16 tháng 10 âm lịch thì hôm nay con đến đây thì con cũng có một ít đồ cũng mang đến và cũng mà muốn gửi đến cho chú. Thì cũng rất mong là chú hoan hỷ, chú đến chú nhận. Tuy là những thứ con cúng nó không có quá nhiều nhưng mà đây là tất cả lòng thành của con mang đến. Và thì hôm nay con cũng báo chú một tin là người ta định chặt cái cây này. Người ta tính tính chặt cái cây này đó. Rồi con không biết thì như thế nào nữa, con không có nói được. Cái này để nó ở đây đi. Sao?
cả nhà cả nhà thấy không? Nam Mô Di Phật. Nếu mà là chú á thì nếu được thì chú bay đậu lên tay con đi. Nếu là có phải đây là vong hồn của chú Ngọc hay không? Nếu phải thì chú bay đậu vào tay con nè. Phật, là con nghe nè chú. Thì chú ơi, thì người ta nói với con là người ta phải chặt cái cây đó bỏ, người ta không có để cây đó được, tại để cây đó người ta không có làm gì được hết trơn á. Con cố gắng rồi, con có cố gắng nói với giúp chú rồi, nhưng mà người ta nói là người ta phải chặt đặng người ta làm công việc, cho nên thì chú thông cảm rồi chú nghe lời con đi. Vì chú theo con đi được không? Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Ý chú là sao chú? Thì giờ của người ta thì người ta chặt, chứ con biết sao giờ? Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Tới ba người vong ở đây lần hả? Nam Mô Di Đà Phật, con chỉ thử lòng chứ thôi mà. Con hỏi người ta cho rồi, người ta nói á, người ta sẽ để lại. Con chỉ giả bộ nói vậy để coi cái tính tình của ông sao thôi. Mà con không ngờ giờ chú tính chú rất là nóng vậy. Thì con nói được rồi, con giúp chú được rồi đó, người ta chịu để lợi đó. Nhưng mà sao mà chú tính chú lại vậy, chú mau nóng quá vậy? Con chỉ nói để thử lòng chú thôi. Nam Mô Di Đà Phật. Mua nhân vật. Mua nhân vật. Mua nhân vật. Con xin được rồi. Người ta nói là người ta sẽ không hạ cái cây đó nữa. Để con bỏ cái mắt đây, để con xem chúng như thế nào.
Nam Mô Di Đà Phật. Cả nhà, bữa nãy giờ con đi giờ con ấy rồi không biết như thế nào mình. Để con đốt cái này lên đây, con đốt đồ cho rồi. Nam Mô Di Đà Phật. Đây bây giờ con đốt đồ rỡ lên cho chú nghe chú. Nam Mô Di Đà Phật. Cả nhà thấy có con bóng vàng, con để ý là bóng vàng nó bay vòng vòng ngay chỗ này đây nè. Cái điều đó là gì cả nhà? Giống như những người mà thường nói con cắt rép đồ là cái chuyện đó là không không giờ làm được. Cả nhà nghĩ đâu có con bóng nào mà như vậy được đúng không cả nhà? Dường như bóng bóng nó cứ cố tình quanh quẩn ở chỗ này nè cả nhà, mà duy nhất có con đó, có bóng bóng. Ngoài ra những con bướm bướm kia nó chỉ lướt ngang thôi. Phật. Chỉ có đốt đồ này con mong là con không biết là chú có nhận được không, nhưng mà đây là lòng thành của con rỡ đến cho chú. Nam Mô Di Đà Phật. Cả nhà này con hỏi con. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nó mua cho Phật. Dạ chú ơi, con chỉ giúp cho chú thôi, tại vì con tính thử lòng chú xem như thế nào, chứ con không có ý gì đâu chú. Nó mua cho Phật. Nó mua gì đó Phật. Nam Mô Di Đà 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 Phật. Dạ chú, con xin lỗi chú, tại vì con cũng thử thôi, thử lòng của chú coi xem coi chú như tâm chú có tịnh hay không. Thì chú cũng hơi tức giận thì con cũng không có trách gì, tại vì nhiều khi chú cũng mong muốn được điều đó nhưng mà không được chú cũng buồn. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Phật. Nam Mô Di Phật. Dạ, Nam Mô Di Phật. Dạ, con cảm ơn chú. Nam Mô Di Phật. Nam Mô Di Phật. Nam Mô Di Phật. Cả nhà, Nam Mô Di Phật. Cả nhà thấy chú... Nói chung con chỉ chữ thật sự mà nói, cả nhà con không có mong cái điều gì hết á, con chỉ thử coi cái tâm của chú có buông bỏ chưa. Mà như thành ra chú cũng còn khá nóng, nhưng mà chú nhận biết là cái sai của mình. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Cả nhà, đây một hồi cái đó con đem về con ăn, cái con nói cái nào bỏ là nó có bỏ, còn cái gì em chôm hồi con đem con ăn con không có bỏ.
còn bánh đồ á, rồi con cúng được con bỏ. Còn ở đây chú vừa vào bên trong, vào bên trong cái thân cây này rồi cả nhà. Thì con chỉ, con đang sặc đó, thì mình chỉ muốn thử lòng của chú coi, xem cái chú tâm chú như thế nào, chú buông bỏ được phần nào bao nhiêu rồi, để coi xem có dễ giúp được không. Nhưng mà thì thật sự mà chú cũng còn nóng, nhưng mà không có trách chú được. Nam mô A Di Đà Phật cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Để con rót nước vào cái bình bông này, để cho có thể, cho cái bình bông này nó nước nhiều chút, để coi bữa sau con trở lại coi. Đến coi bữa sau trở lại cái bông đen có còn tươi hay không cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Ok. Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn chú. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như cả nhà thấy đó, cái điều hôm nay đặc biệt ở đây là con bướm đến đây, và thậm chí giống như có một cái điều gì đó nó cứ bay xung quanh nơi đây, xung quanh. Con nghĩ là một là vong linh của chú hiện thân, hai là có thể đâu đây lại có một cái vong linh thứ hai đang muốn tìm đến đây để muốn được cái điều gì đó. Cả nhà thấy cái bướm bay vòng không sợ lửa, không sợ khói, mà cứ bay thẳng vào đây, rồi bay vòng trong chỗ này, bò từ dưới này bò lên, nói chung đủ thứ, thì làm con liên tưởng tới là cái việc là một là chú, hoặc hai là có vong linh nào đó đang ở nơi đây và mong muốn được điều gì nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả nha, con xin tạm dừng video ở đây. Thì hôm nay thì con cũng đã nói với cái chị đó để giữ được cái cây, thì hoàn toàn có thể giữ được rồi. Cho nên thì con rất mong là mọi điều sẽ tốt, càng ngày sẽ càng tìm đến với chú. Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn cả nhà đã theo dõi video con. Nam mô A Di Đà Phật.